Xin kính chào bà con, kính chào toàn thể quý vị và các bạn lại trở lại với chúng tôi đồng hành cùng nhà nông. Kính thưa bà con, kính thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua câu chuyện của nhà nông là được nói nhiều nhất, đó chính là giá cả đầu vào. Nhiều vùng bà con nông dân chuẩn bị xuống giống nhưng bà con chúng ta đang đứng ngồi không yên. Điều này là một thực tại và hoàn toàn nghịch lý trong sản xuất nông nghiệp, đó là giá phân bón thì tăng từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ, giá thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng, giá nhiên liệu và xăng cũng tăng, từ đó nó đẩy lên chi phí của bà con sản xuất nông nghiệp tăng. Nhưng một nghịch lý thì lại là vô cùng cay đắng đối với bà con nông dân, đó là giá nông sản thì lại rất thấp. Giá lúa so với năm ngoái mất từ 500 đến 900 đồng, thậm chí đến 1.000 đồng. Giá mít, giá thanh long, giá dưa hấu, tất cả các loại nông sản, bà con đều đối mặt với hai từ giải cứu. Ngược lại với vấn đề, chúng tôi hôm nay cùng bà con mổ xẻ cái nguyên nhân giá phân bón tại sao lại tăng chóng mặt. Từ tháng 8 năm 2020, liên ngành Bộ Công Thương Nông nghiệp đã họp bàn khẩn cấp và đưa ra nguyên nhân, tìm giải pháp để kìm hãm đà tăng trưởng phi mã của phân bón. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp thì tới thời hiện tại có 841 doanh nghiệp sản xuất phân bón với công suất hơn 3 triệu tấn một năm. Như vậy là sản xuất phân bón dư nhu cầu đối với lại. Do vậy nếu nhu cầu cung cầu thì không có chuyện là thiếu phân bón. Theo doanh nghiệp thì sở dĩ phân bón tăng giá, lý do tăng là chi phí sản xuất gia tăng, đầu vào sản xuất tăng rất cao. Ví dụ như lưu huỳnh đã tăng 170%, amoniac tăng gấp 2 đến 3 lần. Từ đó nó đẩy cái giá phân bón sản xuất gia tăng. Trên thực tế giá phân bón trong nước thì không phải do sản xuất quyết định mà do thị trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp trên thế giới quyết định. Đây là nhận định của các vị tham gia cuộc họp. Những người bị ảnh hưởng cuối cùng thì vẫn là người nông dân. Vậy thì giải pháp nào đây? Cũng trong cuộc họp, lời kêu gọi đề nghị các doanh nghiệp dừng xuất khẩu phân bón. Theo ông Khánh, phân bón là đầu vào quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Giá phân bón gia tăng sẽ làm chi phí sản xuất và trong cái hoàn cảnh giá lúa gạo thì lại giảm, sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng cho rằng phân bón là mặt hàng được bình ổn giá, nhưng để bình ổn giá thì lại phải theo chúng ta là theo thông lệ của quốc tế, do vậy là rất là khó. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp là cố gắng hợp lý hóa trong khâu chi phí, giữ ổn định giá thành, đặt mục tiêu phân bón Việt Nam phải được bán giá thấp hơn với giá nhập khẩu, đưa đến tay người nông dân với giá thấp. Xuất khẩu là quyền của doanh nghiệp, nhưng chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp hãy dừng xuất khẩu và tập trung vào nguồn lực cho thị trường trong nước để giảm giá phân bón cho người nông dân. Đây là cái luận và kêu gọi của Bộ Công Thương trong cuộc họp ngày tháng 8 năm 2021 diễn ra giữa ba bộ để tìm cách kìm hãm giá phân bón. Nhưng trên thực tế, mời bà con quý vị chúng ta cùng xem. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn lại khác. Trên báo Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ra ngày 23 tháng 12 năm 2021 có tựa đề xuất khẩu phân bón vượt kỷ lục của năm 2020. Xuất khẩu phân bón liên tục tăng trong 3 tháng qua. Vậy là tháng 8 năm 2021 thì cuộc họp của Bộ Công Thương và đã kêu gọi các doanh nghiệp xuất khẩu ngừng xuất khẩu để bình ổn giá cho bà con nông dân. Nhưng thực chất bà con chúng ta hãy xem những thông tin sau đây. Theo Cục Hải quan thì xuất khẩu phân bón nguyên trong tháng 11 năm 2021 đã đạt 140.000 tấn, tương đương với 79 triệu USD. Như vậy là xuất khẩu phân bón trong tháng qua tiếp tục
là tháng thứ ba liên tiếp, cụ thể tăng 30% về lượng và kim ngạch so với tháng 10 năm 2021. So với tháng 11 năm 2020 thì tăng 71% về lượng. Tính trung bình 11 tháng của năm 2021, cả nước đã xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, trị giá là 459,28 triệu nguyên đề, trung bình là 381 triệu tấn, 40 triệu nguyên đề trên tấn. Lượng phân bón xuất khẩu 11 tháng qua đã vượt kỷ lục trong năm 2020 là 1.163 triệu tấn. Về tình hình trên thế giới trong những ngày vừa qua thì không có mấy gì sáng sủa. Theo thông tin mới nhất thì Nga có thể tạm ngừng xuất khẩu phân bón. Đây là một động thái và là nguy cơ chấn động thị trường toàn cầu. Vậy nó sẽ khiến nguồn cung phân bón trên toàn thế giới này bị mất đi một phần là rất đáng kể. Và sự xung đột của Nga và Ukraine nó còn làm gia tăng cái nguồn khí đốt đối với châu Âu là đang tăng ở mức kỷ lục trong những ngày vừa qua. Một động thái như vậy chắc chắn sẽ làm gia tăng giá phân bón. Giữa bối cảnh giá mặt hàng phân bón trong thời gian vừa qua, suốt gần một năm vừa qua, đang duy trì ở mức rất cao, nó sẽ gây tổn hại đáng kể cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp, không riêng gì ở Việt Nam mà bà con nông dân sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới nói chung. Và bà con sẽ chịu về ảnh hưởng rất lớn, bởi vì là ngoài cái việc là xung đột sẽ còn kéo dài thì được biết Nga là một trong những nhà sản xuất xuất khẩu chính của mọi chất dinh dưỡng cho cây trồng mang tính chất giá rẻ. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thì Nga chiếm tới 18% thị trường kali từ những năm 2017. Trong số các loại phân bón khác, Nga cũng chiếm tới 20% lượng ammoniac xuất khẩu và tới 15% lượng ure xuất khẩu trên toàn thế giới. Như vậy là chúng ta đã vừa thấy cái bối cảnh trong nước và thị trường và thế giới diễn biến tác động đến ngành phân bón Việt Nam và đặc biệt đến ngành sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Cảm ơn bà con quý vị chúng ta đã theo dõi. Mời bà con quý vị chúng ta ủng hộ kênh bằng việc đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thay mặt trong những người làm chương trình, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn.